Và trong thời gian mà Hiếu học chiêng thì Nguyên Trân sẽ làm cái decoration cho cô em Hiếu Ngọc. Ok? Thì bây giờ đã sôi thì Hiếu Ngọc sẽ bỏ vô. Thì mà cẩn thận nha, cái phần dầu nó văng đó. Đó, chị thấy không? Bây giờ nó còn lẻ lắm nè. Chị thấy không, ướp phòng nè. Đó, nó bắt đầu nó biết bay rồi đó. Nó phồng ra quá trời hấp dẫn ha. Mùa này kiếm được khá là hay. Cái này là của người bạn của mẹ em. Từ Florida hả? Không, chồng. Ở nhà hả? Chồng ở nhà. Wow. Đem lên cho em nhà. Wow, nhìn hấp dẫn hả? Dạ. Mà chị biết không, ở chợ Việt Nam có lúc cũng khó bán không chị? Đúng rồi. Em nói thường chắc hết bự như nè. Đúng vậy, đúng vậy. Và chị thấy là thường thường bên Florida là nhiều nhất. Ồ vậy hả chị? Ừ, chị thấy Florida nhiều lắm. Em chưa có qua Florida bao. Mấy người bạn của chị bên đó lâu lâu cũng gửi. Gửi sang khế nhìn cũng ngon lắm. Mà ngọt, chị không biết trái này nó ngọt không? Không, trái này chắc là nó chua lắm. Nó chua khủng khiếp luôn. Hơi chua chua. Trời, trái chua giỏi thiệt. Em nhìn chị ăn mấy mớm hết trơn. Ngon, không lên nổi nè. Ừ, yeah. Rồi. Ok, đây là Hiếu Ngọc có cái chai tương tương ớt ngọt. Mà để mà thường mà mình hay mua về mình chấm như là chả giò hay là này nọ. Hiện nay Hiếu Ngọc cũng để dùng để mà chấm với lại cái hoàng thánh bay này. Wow. Hôm nay em. Mà cái loại này thì nó có nhiều loại lắm. Có loại của Việt Nam, có loại của Tàu, có loại của Thái, tùy theo mỗi người ăn. Tùy theo mỗi người ăn. Thì ở đây em xài cái loại của Thái. Của Thái đúng rồi, đây là Pan Thai. Pan Thai. Chỗ này, cái này trong chợ Việt Nam là cũng có kiếm được hết chị. À. Dạ. Hoặc là quý vị nếu mà xiên hơn nữa thì mình làm ở nhà. Dạ. Nhưng mà thôi mình mua cho nó lẹ. Mình mua cho nó lẹ tại vì nó không có mắc lắm. Dạ. Phải không? Dạ. Cái món sauce đó thì nó không có mắc. Thành ra cũng không có cần thiết để mình phải làm tại nhà. Nếu ngoại trừ người nào thật sự thích. Dạ. Rồi, wow. Cái này là bay thiệt rồi đó nha quý vị. Cái này là quá bay rồi đó. Chị muốn cái crunchy kia nó đẹp hơn. Đó, 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 cái đó, đá cái em cầm đó. Và quý vị thấy những vào những cái ngày cuối tuần, nếu mà mình có một cái buổi tiệc nho nhỏ, chừng vài người bạn, mình cũng có một cái món để đãi khách mà không mất nhiều thời gian của mình. Và món này tính ra thì nó cũng không có mắc tiền. Nếu mình đặt ở ngoài thì sẽ tốn tiền đó, phải không? Mắc hơn. Nhưng mà ở đây thì mình thấy nó rẻ hơn và tiện lợi. Và khi mà mình ăn chay mà mình nghĩ tới chuyện mình đãi khách, mình không nghĩ ra cái món gì để mình đãi mà cho nó lạ, thì đây là chị em chúng tôi để giúp ý kiến cho quý vị có một cái món mới vừa ngon, vừa rẻ, vừa giữ gìn sức khỏe, vừa đẹp. Chương trình chị em chúng tôi, nếu mà quý vị có những cái ý kiến gì hay những cái món ngon nào mà quý vị cần chia sẻ cho chị em chúng tôi hoặc cho tất cả mọi người, thì quý vị email cho chị em chúng tôi ở saovaquả313@yahoo.com. Và Hiếu Ngọc, chương trình mình được bảo trợ bởi những chợ nào em? Bởi chợ Sài Gòn Market, chợ Á Đông, chợ Mon, chợ Farmer. Green Farm. Oh, by the way, nhờ Hiếu Ngọc nhắc. Thành ra Nguyên Trân cũng xin trả lời một cái lá thư của một chị Nguyên gửi cho Nguyên Trân. Thưa chị Nguyên, chợ Green Farm á, nằm ở ngay góc đường Edinger và Magnolia. Tại vì chị email, chị hỏi là chợ Green Farm nằm ở đâu. Thì Green Farm nằm ở ngay Magnolia với lại Edinger. Tại vì chị ở cái vùng xa hơn ở dưới này, cho nên chị không có nghe được trên radio mà chị coi trên TV. Rồi chị nghe chị em mình nói về chợ Môn, chợ Green Farm, chợ Đà Lạt. Thì mấy cái chợ đó chị có nghe nói, nhưng mà cái chợ Green Farm ấy thì nói chị chưa có nghe. Thành ra Nguyên Trân xin trả lời cho chị là chợ Green Farm nó nằm ngay Magnolia với lại Edinger. Còn nếu mà chị có thêm ý kiến gì nữa hay chị cần direction,
chị có thể email cho Nguyên Trân, Nguyên Trân đưa cái direction cho chị. Cảm ơn chị Nguyên. Và rồi nếu như mà quý vị có những cái món nào ngon mà cần giúp ích hoặc là chia sẻ cho tất cả mọi người thì quý vị cũng đừng ngần ngại email cho chị em chúng tôi sao và quả 313@yahoo.com. Chúc quý vị có một bữa ăn thật là ngon miệng cùng với gia đình. Chúc mọi người luôn kính chào quý vị và hẹn gặp lại vào lần tới. Xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại.